Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, vào tối thứ hai ngày 31 tháng 7 2023 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ Canada đã long trọng tổ chức lễ khai mạc khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần 10 do Hòa thượng Thích Tuệ Quy làm trưởng ban tổ chức. Thưa quý vị, được sự trợ duyên của sư cô Bích Liên, sư cô là viện chủ Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ đình Giác Nhiên, Tiến Dũng đã lên đường cùng sư cô đến dự sự kiện này. Đoạn đường từ Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ đình Giác Nhiên lên Big Bear Lake mất khoảng hơn tiếng lái xe. Và bây giờ Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng tháp tùng chuyến đi này. Bữa nay hân hạnh là đi đưa sư cô lên Big Bear Hôm nay đi khóa tu nè. khóa tu Bắc Hôm nay Mỹ đi VinFast nè. VinFast. Hôm nay đi VinFast hả? Mà cái màu là màu sunset luôn, màu Ôi, vàng luôn. màu đẹp quá ha. Màu này có một không hai à nha. Mà mới sư cô. Đẹp Đấy lắm thì màu giờ này. con trò mình đi trên đó, đoạn đường đi chạy tới 100 mấy chục mai mới tới đỉnh Hôm nay đi của. gần trên máy gần hai Dạ tiếng vâng. nè. Có màu này sang quá ha. VinFast Đó. ha. Đẹp ha. Rồi mời sư cô nha. Xe đẹp quá. Congratulations. Ướt đồ đầy đủ vậy ha. Có chuẩn bị rồi. Xe đẹp. Đầu tiên đi xe VinFast hả? Còn có nước đầy đủ sao? Mà con thấy cái màu này cũng thích hợp với sư cô á sư cô ơi. Sao ông VinFast ông có cho mình thuê chiếc không? Ông có cho mình chiếc không ta? Hả? Ông có cho mình chạy chiếc không? Cho chị thử đi. Cho thuê nhiêu vậy? Thôi để mình làm đây. Wow, VinFast nha, cầu xin cho VinFast thành công viên mãn. Mọi người thương yêu ủng hộ VinFast nha. Thì bấm yeah. Dạ đúng rồi. Thì bấm nó yeah, chỉ tới thì bấm tới. Mấy chức năng này là còn ở đây thôi chứ còn tất cả các thứ trên màn hình này hết. Đó là hôm con đi chặt pin rồi. Hôm vừa chặt pin rồi vừa livestream đó cho luôn khán giả chơi luôn. Cho đường đi. Lên freeway 91 rồi. Lên đường 91 đi tí xíu nữa là cái gì còn bao nhiêu mai? Bao nhiêu mai mới chắc? Nó là 207 mai. Cho một lần full trạc á. Mình đi ít lắm mà con, mình đâu có đi. 100 con thấy là 100 mấy, để bây giờ cũng bấm lại nha. Ủa mà chiếc này đâu thì đâu bao nhiêu? Giá của nó là 54 á sư cô. Dạ. 54 là thấp là lai đó, đầy đủ hết trơn. Vậy là rẻ đó chứ. Dạ. Còn nó cái hàng kia thì là 46. Cái nó gọi là Eco á, cái này là Plus. Thưa quý vị, khi nói đến Big Bear, người ta đều biết đó là nơi du lịch mùa đông cũng như mùa hè. Tiến Dũng thì có nhiều dịp đi lên Big Bear rồi. Và mùa đông thì các trò chơi liên quan đến tuyết cũng có rất nhiều. Và mùa hè cũng vậy, có những hoạt động cho mùa hè. Du lịch Big Bear là đến với vùng núi tuyệt đẹp nằm trên Highway California 18 và 38. Chỉ cách khu Orange County khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Đây là một thành phố nhỏ thuộc quận San Bernardino, California, trên núi cao khoảng 2.000 mét. Chỉ có khoảng 6.000 dân, nhưng là một điểm du lịch yêu thích của người Mỹ vì nơi đây không khí được xếp vào tiêu chuẩn trong lành nhất thế giới đó thưa quý vị. Do có địa hình rừng núi và hệ thống hồ thiên nhiên thích hợp, Big Bear tổ chức rất nhiều hoạt động thể thao phong phú theo hai mùa hè và mùa đông mang tầm vóc liên bang. Để chiêm ngưỡng tuyết đẹp ở Big Bear thì du khách du lịch California nên đến từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Đến Big Bear thì bạn đừng quên thưởng thức những chiếc burger nóng hổi, thơm lừng chính hiệu Big Bear hoặc dùng các món mực chiên giòn, vàng rượm của các nhà hàng theo công thức riêng mà không nơi nào có được. Ngay trên đỉnh núi có một cái hồ rất là lớn gọi là Big Bear Lake.
À, nơi đây thì vào mùa hè năm trước cũng có lên trên này, rất là đẹp. Không ngờ đèn trên đỉnh núi mà người ta có những cái hoạt động du lịch như vậy. Ở trên đó thì Dũng thấy có một chiếc phà mà quý vị cũng có thể đứng ở trên phà đó rồi mình đi một cái vòng của cái hồ. Và đặc biệt là xung quanh hồ đó thì rất là nhiều cái resort, nhiều cái nhà mà người ta cho thuê nghỉ qua đêm đó là cũng được mọc lên xung quanh cái bờ hồ cả. Năm trước thì gia đình Tiến Dũng cũng vậy, cũng mướn một cái nhà nghỉ ở nơi này. Ngay khi mà mình bước xuống phà đó, nhìn lên những cái quang cảnh ở nơi đây thì có thể nói là mình không ngờ rằng mình đang đứng ở trên cái độ cao trên 2000m so với mặt nước biển mà có một cái hồ nó lớn như vậy đó thưa quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ Tiến Dũng xin gửi đến quý vị đôi nét về chương trình khóa tu Bắc Mỹ lần 10 năm nay được tổ chức ở Big Bear. Như thông báo, khóa tu được khai mạc vào tối thứ Hai 31 tháng 7 và kết thúc vào ngày 3 tháng 8 2023. Lần này được tổ chức ở Big Bear, tuy nhiên theo như Tiến Dũng được biết cũng có rất nhiều quý chư tăng ni, quý Phật tử từ khắp mọi nơi sẽ hướng về nơi này. Và sau hơn 2 tiếng lái xe với đoạn đường đi ngoằn ngoèo vô cùng, cuối cùng thì thầy trò Tiến Dũng cũng đã đến nơi. Đây là Holiday Inn.
nơi tổ chức khóa tu Bắc Mỹ lần 10 thưa quý vị. You've entered the parking lot for your destination. Arrived. Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đã mới trên đầu TD Media. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa thứ hai ngày 31 tháng 7 2023 và hiện tại Tiến Dũng đang có mặt ở tại Big Bear. Thưa quý vị, Big Bear có thể nói là cái nơi cao nhất ở miền Nam California, và thường thường thì ta đến Big Bear này thì để du lịch mùa đông cũng như là mùa hè. Mùa đông thì nơi này có rất là nhiều tuyết, và mùa hè thì có những sinh hoạt của mùa hè. Tuy nhiên thì lần này Tiến Dũng lên đây vào mùa hè đi vậy thì không phải để đi du lịch, mà sẽ mang đến quý vị những hình ảnh về lễ khai mạc khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 10. Thưa quý vị, Dũng được biết rằng khóa tu Bắc Mỹ lần 10 này thì do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hoa Kỳ cũng như là Canada đồng tổ chức. Và cũng vậy, được biết cũng có rất là nhiều quý chư tăng ni, quý ôm từ khắp mọi nơi về đây, không những là ở bên Canada, ở bên Mỹ này về, mà có các vị từ bên Úc Châu cũng về đây, ngay cả Việt Nam cũng có nữa. Và cũng vậy, ngày hôm nay Tiến Dũng đến đây thì cũng được sự giao duyên của sư cô Bích Liên để tạo điều kiện Tiến Dũng được đến nơi đây, cũng như là có thể đưa đến quý vị những hình ảnh cập nhật nhất về khóa tu Bắc Mỹ 2023 diễn ra ở tại Big Bear. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh không khí chuẩn bị cũng như là buổi lễ khai mạc khóa tu Bắc Mỹ lần 10 được diễn ra ở tại Big Bear thưa quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin đi đầu đến lễ với Hòa Thượng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Sư cô xin trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử xa gần. Hôm nay sư cô tham dự cái buổi lễ khai mạc do cái chương trình là khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 10 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ tổ chức, mà người đứng đầu trưởng ban tổ chức là Hòa Thượng Tuệ Uy tại thành phố Big Bear. Thưa quý vị, thành phố Big Bear này là một thành phố rất là dễ thương, nằm trên đồi mà ở dưới thì có hồ rất là lớn. Ngày hôm nay sẽ có chương trình diễn ra tại đây trong 3 ngày tại thành phố Big Bear này. Hôm nay sư cô chỉ đến đây tham dự cho một ngày để mà tham dự cái buổi lễ khai mạc vào ngày hôm nay mà thôi. Tuy nhiên phóng sự TD Media sẽ chia sẻ cùng tất cả quý vị nội dung và tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Các tường như ý. A Di Đà Phật. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, đức quan Tiến Dũng là Hòa Thượng Thích Tuệ Uy, ngài là trưởng ban tổ chức của khóa tu Bắc Mỹ lần 10 này. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi. Trước hết con kính chào Hòa Thượng, rất hoan hỷ được có mặt trong ngày khai mạc khóa tu Bắc Mỹ lần 10. Trước hết con xin Hòa Thượng chia sẻ nội dung của chương trình khóa tu lần ngày hôm nay ạ. Nội dung thưa anh là, thưa quý khán giả là rất là đặc biệt, vì năm nay là năm 2003, sau 3 năm mùa dịch khóa tu Mỹ ngưng trệ, hôm nay được cái duyên lành là khởi động lại mà khóa tu này số 10. Số 10 có gì đặc biệt? Thứ nhất là cũng như bao nhiêu lần khóa tu khác, chư tôn đức khắp nơi, nhưng mà lần này thầy đã thỉnh rất là nhiều chư tôn đức cả thế giới luôn. Châu Á, châu Úc, châu Âu, các vị là họ thường lớn đều qua bên đây. Nhất là họ sư phụ đó, họ thường của thầy đó, họ thường quán hiển ở Đại Tùng Lâm Việt Nam đó. Ngài hiện đang mùa an cư, chỉ hướng dẫn cho 2.000 tăng sinh tại Đại Tùng Lâm á, cho nên ngài cử một vị đại diện, đó là một sư đệ của thầy, qua đại diện cho sư phụ để mừng cho cái dịp mà thầy làm trưởng ban tổ chức một cái khóa tu rất là lớn, trọng đại của châu Bắc Mỹ. Châu Bắc Mỹ là một cái châu rất là lớn, ở bên Úc Châu cũng có khóa tu Bắc Úc Châu, ở bên châu Âu cũng có khóa tu châu, mà bên các cái châu đó họ đi xa lắm. Như ví dụ như châu Bắc Bắc Âu đó, đi tới lần số 38 rồi, mình mới số 10 thôi, mình thua tới 28 số rồi. Nhưng mà tuy nhiên mình khởi động là số 10 là mình mừng rồi. Số 10 là một cái số rất là đẹp, bởi vì là muốn cho mọi người đều có thể là tương lai đăng thập địa, tức là
chứng quả Bồ Địa, Bồ Tát Thập Địa. Cho nên cái chương trình này rất đặc sắc, nhiều chư tôn đức về chia sẻ, và đặc biệt là có xuất gia vô duyên. Có xuất gia vô duyên là đoạn kỳ thôi, tức là những vị nào xuống sở duyên mà xuống tóc, thường các nơi thì mà nhấp kéo thôi, cái này là mình phải xuống tóc, thế pháp xuất gia đàng hoàng. Rồi chư tôn đức đại tăng hơn 100 vị, hiện giờ bây giờ khoảng có 130 vị đến tham dự, thì đại tăng truyền giới như vậy đó, thì mong rằng là hy vọng rằng là cái năng lượng của đại tăng gia trì thì các vị đó tương lai đời này nếu đi xuất gia được thì cũng tốt, không thôi chúng ta đời sau một ngày xuất gia thôi đó, nếu đầy đủ mà tu tập mà đầy đủ đó thì công đức vô lượng vô biên, nó đi lên tới 7 dòng ở tầng trời thứ 33 lần, đi từ tầng thứ nhất tới đến thứ 33 rồi đi tới lui là 7 dòng, thì thấy được như vậy cho ban tổ chức nghĩ rằng là đây là đặc biệt, là chính lần trước chưa có cái dịp, các vị trưởng ban tổ chức chưa có dịp để làm cái này, thầy quý chí phải làm để cho quý vị theo duyên. Sau đó rằng là những vị đó là sau này tương lai là có những vị là kế thừa hay là tiếp tục, có những vị như là rất trẻ, có những người em bé qua đây có 10 tháng tuổi cũng theo cho mẹ về, có những vị xuất gia luôn cả gia đình luôn, đó duyên duyên. Vì vậy giống như chúng ta vô Costco vậy, chúng ta ăn thử ngon quá thì chúng ta ăn mua về nhà hãy ăn, thì xuất gia duyên là một cách để trải nghiệm cho với những cư sĩ đó do Phật chế Phật dạy, để cho quý vị cư sĩ vì đời sống bằng rồng thế tục cho nên có một cái dịp để về trải nghiệm cái đời sống tăng sĩ 1, 2, 3 ngày tùy theo, thì đây là cái dịp mà đặc biệt. Ngoài ra khó tu của chúng ta nó nằm tại thành phố Dưới Bè, mơ cũng được nữa, một thành phố du lịch mắt đỏ miền Nam California, nếu ai không biết mà chưa nghe chưa đến thành phố Bè này chưa phải là người miền Nam California. Và cho nên hôm nay thầy là vì ở trên Big Bè cho nên là muốn đem cái khó tu Bắc Mỹ này về Big Bè, đó là một lịch sử. Mình muốn mang tiếng chuông của người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam đánh tại xứ người. Biết đâu 100 năm sau tại nơi đất này có nhiều hạt giống Bồ Đề trưởng dưỡng, họ biết đến cái đạo giải thoát giác ngộ của Phật. Bây giờ người Mỹ họ cũng biết đạo Phật nhiều, nhờ His Holiness Đức Dalai Lama, nhờ họ thường nhất thích nhất hạnh. Bây giờ chúng ta có những cái khó tu này, tuy rằng nó khó bởi vì 3 năm giống cái xe nó nằm ở một chỗ, 3 năm mình đẩy nó khó hơn. Nhưng mà bây giờ nó đã, đến bây giờ ta thấy là cũng là 98% rồi. Đó, vì thấy đó, hoàn cảnh chư tôn đức tăng ni tới và những Phật tử đến đây về tham dự rất là đông. Và đặc biệt là cảm ơn một lần nữa đã hỏi cơ hội đó để thầy có cái dịp để chia sẻ đến quý thính giả của đài. Mong rằng là tương lai dù có ai làm trưởng ban tổ chức quý vị cũng tham dự, bởi vì đó là một cái năng lượng của đài tăng rất là lớn. Chúng ta đi thử một lần rồi chúng ta sẽ thấy. Thường thì chúng ta đi tham dự những cái nơi tổ chức một tiểu bang đứng tại tổ chức, hoặc là một chùa, hay là một Nam Cali hay là Bắc Cali, nó khác xa. Một khóa tu của Mỹ nó mang cách tầm cách rất là chuyên nghiệp, professional hoặc là formal. Nói tiếng Mỹ formal. Vì vậy cảm ơn anh đã hỏi câu này. Dạ, thưa Hòa Thượng mới chia sẻ là đây là khóa tu không ngừng ở Bắc Mỹ không mà mở rộng ra hơn nữa như thế giới nữa. Thì như Hòa Thượng nói là có khoảng 130 chư tôn đức tăng ni. Dạ. Còn riêng về Phật tử thì trong lần này có khoảng bao nhiêu người tham gia? 270 vị rồi. Dạ, tổng cộng là khoảng 400, nó cũng vừa đủ bởi vì cái hội trường của mình có chứa 400 chỗ thôi. Còn khách sạn này có hàng trăm, Big Bear thành phố du lịch mà. Dạ. Chúng ta có thể ngủ rất nhiều, hàng trăm, hàng ngàn người cũng được. Nhưng mà vô cái chỗ chính điện á, chúng ta có 400 chỗ thôi. Dạ. Thầy ngại rằng là nếu mình không ghi danh, mình không có mà mình walk in tự nhiên mình tới đó, thì những người mà họ đóng góp thì họ chi phí về khách sạn chỗ ngủ đó mà không có chỗ ngồi đó họ sẽ buồn. Nói tại sao con đóng góp mà con không có chỗ ngồi, cái người kia tự nhiên họ quát y đừng có chỗ ngồi. Thì bởi vì là thông cảm là cái khách sạn, cái hậu trường trên núi mà, nó đâu có lớn như dưới mà dưới Lý Đô Sài Gòn. Lý Đô những lần trước á, các ngài mướn tới 1.400 chỗ, cho nên là Phật tử có thể quát in bất cứ khi nào. Dạ, kính thưa quý vị, như Hòa Thượng hồi nãy chia sẻ phần trên đó là Big Bear này là khu du lịch. Nếu mà nói là ở Cali mắc á, sinh hoạt ở dưới Lý Đô Sài Gòn đã mắc, ở trên đây còn mắc hơn nhiều lần quý vị. Tiến Dũng đã từng mướn những cái phòng mình nghỉ đi qua đêm ở trên này rồi. Và thưa Hòa Thượng, hồi nãy rất là tình cờ trước khi mà con tới đây đó, thì con ghé bên chùa Hòa Thượng ở bên kia. Cũng rất là đặc biệt, nằm trên đỉnh cao mà một cái rất đẹp, chùa rất đẹp. Nhỏ nhắn thôi, nhưng mà như Hòa Thượng chia sẻ là maybe có thể đó là những cái hạt bồ đề để mang cái đạo Phật đến cộng đồng người Mỹ này. Và xin Hòa Thượng chia sẻ là những cái thuận lợi khó khăn trong vai trò là trưởng ban tổ chức lần này thưa Hòa Thượng. Đó, cái khó khăn thì rất nhiều kể mấy đâu. Tuy nhiên
Bởi vì khi mà thầy đi an cư rồi họp giáo hội, đại tăng giao phó đề cử thầy vai vị quyền tổng vụ trưởng trong vụ giáo dục, rồi giống như một vị tướng mới đặt cách lên tướng thì là có phải làm việc chứ không phải làm tượng. Thường thường mà mình làm tượng thì mình ngồi yên, là không làm gì hết là ngồi làm tượng. Còn đặt lên đó là đề nghị thầy là nhận cái trưởng ban tổ chức khóa tu Mỹ. Mà anh thấy là trên núi này anh ghé tu viện Lô Xanh nó có hai thầy trò thôi, không có Phật tử, đồng bào Phật tử xung quanh, khó lắm. Nhận trưởng ban chức mình phải có đệ tử, mình đã từng giao tiếp về qua tan gia bối rối của họ rồi mình giúp đỡ, rồi có khi thầy cần thì họ đến giúp đỡ. Còn đây mình trên này mình chỉ chuyên tu thôi, mình không có có sự kết nối của với Phật tử, vậy nó khó là khó vô cùng chỗ đó. Cho nên thầy đã chuẩn bị 1 năm 1 tháng 18 ngày làm liên tục từ sáng tới đến 12 giờ khuya là thường, 2-3 giờ sáng là thường. Dạ. Tháng 18 ngày. Dạ. Quý vị thấy không? Dạ. Quả thử chi tiết là rất là. Dạ. Mà ai thấy của nó gặp thầy con thấy thầy nhận ra, bởi nó thật chắc thầy ốm 20 pound luôn mà. Mình cũng vừa tao bảo vào nhưng mà thầy ngồi nghĩ đó là đặt ăn. Thầy lúc nào cũng vui lắm, mình làm việc mình vui. Mặc dù nó khổ thì có cực, nhưng mà Phật nói là khổ trong tu hành khổ hóa vui. Cho nên nó trách trọng trách nó nặng, bởi vì giống như mà một cái gì đó mình đăng tay đó mình khiêng nó nhẹ, một người hay hai người khiêng nặng lắm, nhưng mà may là mình không có gãy xương sống nào mà rồi đến nhiều phút giờ mình vẫn còn đứng trước cái Phật tử với quý đài để mình chia sẻ, đó là tam bảo gia hộ. Và tôi nghĩ rằng quý ngài ở xa, tuy rằng là cách trở cho cái ngài cũng có những vị họ tự chứng minh không đi được, các ngài cũng gia tâm hộ trì. Các ngài nói ông là cái người độ đa vá trời, tôi phải hộ trì, phải giúp đỡ ông. Các ngài nói như vậy đó, về đây mà thấy ấm lòng. Thì đó là nhiều khó khăn, bởi vì một vị tu chức mà mình phục vụ cho hàng trăm người như vậy, mà dưới mình không có ai, giống như mình ra trận, giống như là mình một ngựa một mình mà song pha vậy đó. Ở mừng sao mình không có tướng sĩ gì cả, thì đó là một điều nguy hiểm, có thể mình thất bại. Nhưng mà đến sofa giờ ta nghĩ rằng là mình may mắn được chư tôn đức khắp nơi, tuy rằng là vậy chứ các ngày cầu nguyện ai cũng cầu nguyện gia trì, nhất là mảnh đất Liên Hoa Xanh là mảnh đất thiêng, rồi mảnh đất mang tên của Đức Liên Hoa Xanh là một vị hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà mang Phật giáo từ Ấn Độ qua Tây Tạng đó. Hôm nay thì cái chuyện trước đăng kiến thầy anh hỏi đó là khó khăn, còn thuận tiện thì đó đây cái list này từ trên dưới 18-19 vị. Có sư cô Bích Liên là người cuối cùng trong cái ủng hộ cúng dường tình một số tình tài để cho ban tổ chức có cái tài lực để làm việc. Thì đó là những cái vị mà mạnh cấp cô độc, chư tôn đức tăng ni, chùa Phật Đà, chùa Phật Tổ, Phật Đà mà còn có Phật Tổ nữa, Như Lai thật ra đó, chùa Như Giác, hòa thượng Kim Sơn, tu viện Kim Sơn, vân vân. Đó, tất cả đó. Các vị đó, giáo sư Trường Huỳnh Tấn Lê đang mới nói là tới liền đó, thấy ngã tổng hộ cư sĩ Phật giáo. Thì đây là những cái danh sách ủng hộ các bậc cấp cô độc để giúp cho thầy trụ trưởng ban tổ chức được thuận duyên đó. Thì mà mô Phật thì đó là những cái thuận lợi ai cũng hoan hỷ, bởi vì có một vị mà đứng ra như vậy đó, các ngài rất hoan hỷ để hỗ trợ. Ta nói rằng nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ trì, một vị Phật mà ra đời là vạn Phật để giúp đỡ. Để đây là đạt Phật sự chung của đại tăng ở châu Bắc Mỹ, chứ không phải riêng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ cử thầy ra đại diện để đẩy mạnh cái bánh xe Phật pháp này, rồi người ta mới vào. Chứ còn mình không ai đẩy, ai đứng ngó thì nó không có xe không nhúc. Nhưng có người xung phong, Giáo hội cử ông đẩy, mình đẩy bắt đầu nhiều người vô đẩy, thì nó thuận duyên vô đó. Mới thầy nghĩ rằng là mình đặt ăn, bởi vì cuộc đời này vô thường. Qua mùa dịch 3 năm đó mình còn sống hít thở là mình mừng. Bây giờ thân này mình biết nó vô thường thì mình làm gì cái lợi ích cho chúng sanh, cho đạo, thì cái đó là niềm vui. Chứ thầy không phải than thở, kể anh hỏi thì thầy kể thôi, chứ không phải là than thở. Trong tinh thần lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình làm này này là vì lợi chúng sanh, làm đi cho mình. Bởi việc này dạ, có nếu mà nghĩ tính toán mà dài gì mình dánh qua cái bắp thịt đã lên hơn 200.000 đô la đến bây giờ đó, 200.000, bắt đầu thì dự tính 200.000 thôi, nhưng mà nó đã hơn rồi. Bởi vì thầy nghĩ rằng khi mình có được nhiều là mình cứ ra cúng dường, chứ mình không có giữ lại để chi phí từ thiện này, chi phí thì việc kia. Có bao nhiêu là đại tăng tới đây là mình cúng dường. Còn thiếu, có những người nói thiếu thì thầy có cái chùa đó,
Họ có cái chùa đó. Vì thế cho nên mình mới mạnh làm việc được. Bởi vì sao? Khách sạn này mình ký cho họ đó. Họ nấm tên của thầy, chứ đâu có nấm tên của ai. À, dư thì không sao. Nhưng mà thiếu là họ nấm tay. Thầy là người ký hợp đồng. Vậy cho nên thầy sẵn sàng hết. Nếu có thì mình cũng sẵn sàng cúng dường, coi như đó một việc cúng dường. Mình làm một gì đó mình trả ơn đất nước Hoa Kỳ hơn 30 năm thì đến đây, ơn giáo hội mà đã sinh hoạt, rồi ơn đàn na thế chủ, và nhất là thầy tổ mình. À, thì vậy cho nên là ơn chúng sanh đồng loại nhiều lắm. Vậy cho nên mình làm việc mình hoan hỷ, mặc dù nó cực, nhưng mà thầy cảm thấy như là làm như không làm. Nó vui trong cái việc làm của mình. À, mặc dù rằng là đôi lúc mình làm cực quá nó cũng có căng thẳng, nó cũng có stress. À, rồi vậy này kia thì, nhưng mà thôi, cái đó là mình là không phải người máy, mình là người bằng da bằng thịt. Có khi là mình cũng giống như Đức Tiêu Diền vậy đó, hộ pháp vậy. Có khi thì mình cũng từ bi hiền hậu như Đức, để công việc giống như vị tướng, có khi ra trận là phải, có khi phải xung pha, phải hét, phải hò. Rồi làm khi mình đẩy mà nó nặng quá là mình phải hét, thì cái tiếng hét của mình nó làm rất động lực. Thì cái thầy cũng vậy, chứ không phải ghét bỏ ai thương ai. Thì quý Phật nào mà gặp thầy á, mà bởi vì thầy là có cái sinh ông phải sinh mà xuất gia trong một cái môi trường chùa Hộ Pháp ở Việt Nam, cho nên trong tinh thần đó sư phụ đào tạo những vị thầy trong đó là vị nào cũng khỏe mạnh, vị nào cũng sống giác làm việc, đúng giống như mà tướng lãnh vậy đó ra là nó. Cho nên thầy thì có cái tánh là coi như là lúc nào cũng song sáo. Người hiểu rồi thì rất là thương mến thầy. Còn không hiểu thì nói thôi sao thầy. Khó quá. Hay là thông báo là mô Phật đã. Dạ vâng, một lần nữa con rất cảm ơn thầy đã dành cho khán giả channel TD Media nói riêng và khán giả khắp nơi trên thế giới nói chung những tình cảm, những công việc, những cái nặng nhọc khó khăn của thầy trong thời gian qua. Con nghĩ rằng ở ngoài kia mọi người cũng rất là hoan hỷ được nghe những lời chia sẻ của thầy từ trong cái tâm của thầy, và đặc biệt là bao nhiêu cố gắng của thầy bữa nay là thành hiện thực rồi. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe cũng như là khóa tu này thật viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh đã dành thời giờ lái xe từ Lý Đô Sài Gòn lên đây 2 tiếng đồng hồ để mà dành thời giờ cho thầy một cơ hội để chia sẻ những cái điều mà anh hỏi, là cũng như quý khán giả cũng muốn hỏi. Thì như giờ thầy giải đáp về thì mong rằng quý vị hoan hỷ công đức với thầy. Mình chia sẻ cái bộ công đức này, bộ công đức này rất lớn. Nếu mình hoan hỷ công đức, mình không có đố kỵ, mình không có vì một cái kiến chấp nào đó, mình không có một cái concept nào trong đầu đó, tự nhiên mình thanh thang khỏe, thì ai làm được cái gì đó mình làm được cho đạo cho đời mình làm. Một lần nữa kính chúc quý vị thân khỏe tâm an, mọi sự đều cát tường. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, rất cảm ơn Tiến Dũng là Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, ngài đến từ Úc Châu, cũng có mặt trong khóa tu đây. Và bây giờ Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng theo dõi đôi điều từ ngài. Và trước hết con kính chào Hòa Thượng, rất hân hạnh được gặp Hòa Thượng ở tại khóa tu này mà đến từ nơi rất xa, đến từ Úc Châu. Xin Hòa Thượng chia sẻ cảm ứng của Hòa Thượng khi mà có mặt trong khóa tu lần này ạ. Dạ, thưa cảm ơn anh và cũng như là cảm ơn các vị khán giả của đài. Thì đây cũng là nhân duyên mà để chúng tôi được gặp và xin có được vài lời để chia sẻ. Là đối với Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Thống nhất của Úc Đại Lợi đó, thì đã tổ chức tới 20 lần. Dạ, 20 lần. Dạ, và đặc biệt thì trong cái dịp này thì chúng tôi được Hòa Thượng trưởng ban ở đây trong một lần là ghé thăm Bít Bè, có đi thăm cái nơi tu học ở đây trước để coi như là đi tìm chỗ. Và chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, cho nên có lời hứa là dù xa nhưng mà sẽ bay qua để cùng với chư tôn đức đây để góp phần chia sẻ làm hưng thịnh các Phật pháp của Bắc Mỹ. Trong đó đặc biệt là tổ chức tại Cali, và tổ chức một cái nơi phải nói rằng cao ngất ngưỡng, con đường đi rất là khó khăn, nhưng mà vì tinh thần tu học, vì tinh thần Phật pháp mà chư tôn đức tăng ni sẽ trở về rất đông, và quý Phật tử sẽ hưởng ứng rất đông để được chia sẻ được cái đỉnh cao của tuệ giác. Dạ thưa anh. Dạ. Thưa Hòa Thượng, như vậy thì đây là có lẽ lần đầu tiên mà Hòa Thượng tham dự khóa tu Bắc Mỹ đúng không ạ? Bên dạ. Bên Mỹ này. Dạ đúng rồi. Nếu mà nói rằng là để chính thức nữa là ghi danh để mà tham dự cùng chư tôn đức tăng á, thì đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có ghi danh. Lần trước thì có một lần, nhưng mà lại vì cái ngày đó là nhằm ngày mãn vào viên tịch của sư ông Giác Nhiên.
Cho nên vừa đến thì chúng tôi phải lo đi về làm lễ. Cho nên đây là còn cơ hội thì thong thả hơn, tức là sau 8 năm chúng tôi trở lại Hoa Kỳ để tham dự cái khóa tu học Phật pháo ở Bắc Mỹ và có mặt ở đây hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, Đức Bên Tiến Dũng là sư cô Bích Liên, người đã giáo duyên cho Tiến Dũng có cơ hội đến với khóa tu Bắc Mỹ lần 10 ngày hôm nay. Trước hết con xin cảm ơn sư cô một lần nữa, cũng như là xin sư cô chia sẻ cảm tưởng của sư cô khi mà sư cô cùng với bao người tham gia khóa tu lần này ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô rất là vui, rất là hạnh phúc được tham gia cái khóa tu Pháp Mỹ lần thứ 10 tại Big Bear City này. Thấy mọi người ai cũng hào hứng và khắp nơi hết, Phật tử của sư cô từ bên Thụy Điển rồi tất cả các tiểu bang khác cũng như ở bên Úc qua, rất là vui. Con được biết là đây là có lẽ là nhiều lần rồi sư cô tham dự khóa tu Bắc Mỹ như thế này, đúng không sư cô? Dạ đúng rồi, rất là nhiều lần. Đây là lần thứ 10, nhưng mà có những lúc cô đi Phật sự thì cô không có tham dự được. Nhưng mà lần này thì cô có nhân viên ở trong thành phố, thành ra cô được tham dự ngày hôm nay. Một cái điều đặc biệt là ngày hôm nay sư cô đến và cầm trên tay bằng tưởng lục từ dân biểu tiểu bang. Xin sư cô có thể chia sẻ điều này ạ. Dạ, thưa Tiến Dũng và thưa quý vị, cô cũng rất là vinh dự được đại diện cho dân biểu tiểu bang California, đó là Tạ Đức Trí, gửi cho một cái bản vinh danh, cái bằng vinh danh đến với Hòa Thượng Tội Uy, là một Hòa Thượng trưởng ban tổ chức cho khóa tu Bắc Mỹ năm nay. Bởi vì Hòa Thượng rất là nhiều công, cũng như bỏ ra rất là nhiều thời gian để hoàn thành cho cái buổi khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 10 này. Trong một năm qua, cũng như Hòa Thượng luôn luôn chia sẻ và giảng pháp, cũng như chia sẻ những bài pháp thoại cho tất cả các Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới, để cho tất cả Phật tử có một cái cuộc sống êm ấm hạnh phúc hơn vì Phật pháp này. Một lần nữa cảm ơn sư cô và thưa quý vị. Một chút xíu nữa thì Tiến Dũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những hình ảnh sư cô trên sân khấu, cũng như là sư cô sẽ đại diện cho dân biểu tiểu bang ông Tạ Đức Trí sẽ gửi bằng tưởng lục này cho trưởng ban tổ chức ngày hôm nay, thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, Đức Công An Tiến Dũng là chị Khánh Vân, người đến từ Florida tham dự khóa tu Bắc Mỹ lần 10 này. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi. Trước hết, mến chào chị. Xin chị chia sẻ cảm tưởng của mình khi mà chị tham dự khóa tu lần này ạ. Dạ, Di Đà Phật. Em Khánh Vân, Pháp Danh Ngọc Thiện, đến từ Florida. Em... lúc mà em đi đăng ký cái khóa tu này thì mình cũng cảm thấy là mình muốn đăng ký khóa tu này. Nhưng mà khi mà em đến Cali và đến được đây rồi thì tự nhiên cái lòng mà giống như là cái sự mà mình muốn tu học á, nó lại thêm mạnh hơn nữa. Nó rất là thấy cái sự mình thấy giống như nó hoan hỷ nhiều hơn, và nó rất là lớn. Nó lớn dữ lắm, mình không biết cái sự hạnh phúc. Chưa có tu học gì hết, nhưng mình đã cảm thấy được cái hạnh phúc nó được ở đây, được trong dự khóa tu này lần đầu tiên của em. Chào mừng quý thưa khán giả, đến với Tiến Dũng là Hòa Thượng Thích Hồng Hải, ngài đến từ Hawaii. Vì là Phật, thứ nhất là chúng tôi rất là vui mừng hôm nay gặp anh là anh Mai Tiến Dũng. Sau cái thời gian dịch bệnh là không có dịp gặp Dũng cũng khá lâu. Hôm nay sáng nay rất là vui mừng được gặp anh Mai Tiến Dũng. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng vừa đáp máy bay từ Hawaii sang bên này để tham dự và giúp cho cái ban tổ chức trong cái phần trong ban giáo thọ sư cho cái khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 được tổ chức ở tại thành phố trên núi Big Bear, tức là cũng thuộc miền Nam California, Hoa Kỳ. Thì chúng tôi được biết là chư tôn đức cũng như các khắp các nơi cũng đang quy tụ về từ các địa điểm tập trung ở quận Cam cũng như ở thành phố Ontario để hướng về núi Big Bear, nơi mà được tổ chức cái khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 10 này. Chúng tôi biết là Hòa Thượng Tuệ Huy cũng rất là cố gắng, cũng như ban tổ chức cố gắng rất nhiều để mà vượt qua những sự khó khăn. Thì chúng tôi biết là sẽ thành công bởi vì do sự
gia trì của chư Phật mười phương cũng như chư vị Bồ Tát hiện thân và sự linh thiêng màu nhiệm của Big Bear ở nơi đây, cũng như sự tương tưởng của chư Tôn Đức trong giáo hội của giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cũng đã có mặt về. Chúng tôi đã nhận thấy có Hòa Thượng Tổng Thư Ký, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, chúng tôi là Phó Chủ tịch Đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cũng đã có mặt và chư Tôn Đức Giáo Phật Sư đã bắt đầu từ từ về. Những chuyến xe bus chúng tôi thấy là từ chùa Bát Nhã cũng như Antonio đã về nơi đây, thành ra chúng tôi thiết nghĩ là chắc cũng không đến nổi đâu. Nhưng mà nó thành công trong cái phạm vi của cái hotel. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, nước bên Tiến Dũng là Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, ngài đến từ Canada và ngài cũng mới vừa đến đây thôi. Trước hết con kính chào Hòa Thượng, con biết rằng Hòa Thượng rất là mệt sau một tuyến đường dài. Tuy vậy thì với không khí này con xin Hòa Thượng chia sẻ cảm tưởng của Hòa Thượng khi mà bước vào đây thấy là rất đông chư Tăng Ni cùng về dự ngày hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con, chúng tôi là Chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada, trụ trì tu viện Phổ Đà Sơn và chùa Phổ Đà tại thành phố Ottawa, Canada. Hôm nay dưới sự phỏng vấn của đài TD Medica, thầy rất là vui, cũng như sau bao nhiêu năm con thấy một sự thử thách rất lớn của thế giới, đó là cái cơn đại dịch vừa rồi, thì những người mà còn lại ở đây đó là một cái phước duyên để chúng ta tiếp tục một cái đại nguyện là đi vào trong cái vấn đề thế giới ta bà này để tìm hiểu và coi như học những cái hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, để đem lại cái niềm an lạc và chuyển hóa tư duy cái tâm thức của mình và tất cả mọi người mỗi ngày một tốt đẹp hơn lên, để chúng ta có thể góp một phần nào đó trong sự bình yên, trong sự hòa bình của xã hội và thế giới. Đó là lời kêu gọi những chẳng những là Đức Đạt Lai Lạt Ma mà tất cả các thế giới bây giờ đang kêu gọi như vậy. Vì tất cả là do tâm tạo, thế giới duy tâm. Cho nên bao nhiêu cái biến động vừa rồi đó là một phần lớn trong tâm thức của chúng sanh. Cho nên mình thấy rằng Đức Phật chúng ta nói không có sai là nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm của mình như thế nào tạo những hoàn cảnh như thế đó, và mình may phước rằng qua sự thanh lọc chúng ta vẫn còn được sự bình yên ở đây. Cho nên trải qua một thời gian dài là chúng ta cũng không có một cái khóa tu học nào, để bây giờ chúng ta trở lại với một khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ 10. Cho nên là quý thầy dù đang ở xa và quý Phật tử ở khắp nơi thấy được những cái sự mà hòa hợp cũng như sự gặp gỡ với nhau trong cái thời gian này rất là quý giá. Cho nên dù có xa mấy đi chăng nữa, thầy cũng cố gắng để về để cùng chia sẻ cùng với quý thầy, quý Phật tử ở nơi đây, để chúng ta góp tiếng nói cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại của chúng ta, và nhất là cái chương trình tu học Phật Pháp của Bắc Mỹ của chúng ta vẫn luôn luôn tiếp tục. Cho nên là thầy mong rằng tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được thanh tịnh bình an và được sức khỏe để chúng ta đi vào trong biển pháp của Như Lai, học hỏi để trao đổi nhau về vấn đề tu học, để mình cùng tăng tiến nhau lên trên con đường hướng đến chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Bổn Đạt là một người bạn rất là thân với Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, mà Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là sư phụ của Tiến Dũng đây. Đối với Dũng, ngài là một vị ân nhân. Tuy nhiên rằng ngài đã mất rồi, ngày hôm nay thì gặp lại thầy đây, con nhớ cái không khí hay là cái hình ảnh của ngài mà mà thường kể lại câu chuyện giữa hai người. Đúng rồi. Từ ở hồi nhỏ con, năm 65-66 đó đã ở trên núi Trà Cú, Bình Tuy đó con. Đó, rồi sau này quý thầy về rồi cũng ở Già Lam, cũng tu học. Rồi năm 75 thì quý thầy cũng là thọ giới một lần, rồi lên tỳ kheo cũng một lần. Rồi anh em có chụp những tấm hình kỷ niệm thời đó. Cho nên sau này gặp lại thầy tặng thầy Quảng Thanh những tấm hình đó thầy mừng lắm, biết không? Rồi sau này thì giờ khi mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ với lại các ôn ở Quảng Hương Già Lam á, ôn tri thủ mở ra cái lớp học đó, thì quý thầy cũng gặp nhau ở đó. Và khi qua đến đây đó là coi như lại cũng gặp nhau. Nhưng mà rất tiếc là anh em ở hai nơi, Canada với Mỹ. Chứ mỗi lần thầy qua là ghé thăm thầy Quảng Thanh, rồi anh em tâm sự với nhau, nhưng mà cái lúc mà thầy ra đi đó cũng rất là tiếc, để mà coi như thầy không còn một vị tài năng của một vị mà coi như là vị tăng rất là xứng đáng ở nơi hải ngoại này.
Thầy đóng góp rất nhiều cho Phật giáo ở Hoa Kỳ, cũng như là cái tiếng nói của thầy cũng rất là trân trọng đối với quý Phật tử. Cho nên là thầy mong ở cảnh giới nào, dù có tái sanh ở nơi đâu chăng nữa đó, thì mình cùng đi con đường của Phật Pháp thế nào cũng còn gặp lại. Thầy mong rằng ở nơi một cái cảnh giới an lạc ha, thầy Quảng Thanh của mình cũng sẽ gia hộ cho tất cả Phật tử của chúng ta tinh tấn dũng mãnh và lúc nào cũng đóng góp cái tâm cái lực của mình cho Phật Pháp Tam Bảo được tồn tại thế gian, lợi lạc quần sanh. Dạ vâng, thầy cảm ơn Tiến Dũng nhiều và chúc cho đài chúng ta mỗi ngày một tăng tiến hơn để phụng sự cho bà con ở hải ngoại và trên thế giới này ha. Di Đà Phật. Chúng em từ thành phố Rosemead và Monterey Park, chúng em tới để học khóa tu Pháp Bắc Mỹ, Canada. Hôm nay là lần thứ 10, hôm nay là thứ 2, ngày 31 tháng 7, 2023. Chúng em tới dự buổi tu học ở Big Bear. Và chúng em rất là vui mừng khi đã tham dự cái buổi họp này, khóa tu này. Và mong rằng là sẽ có kế tiếp những lần sau. Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, Đức Minh Tiến Dũng là thầy Trúc Đại. Thầy đến từ chùa Giác Sơn, Maryland, rất là xa thưa quý vị, bên miền Đông. Trước hết con kính chào thầy, con rất hân hạnh được gặp thầy một lần nữa ở Cali và đặc biệt là trong buổi lễ khai mạc khóa tu lần 10 thưa thầy. Kính chào anh Dũng và tất cả quý vị đang theo dõi cái channel của anh Dũng. Rất là vui khi gặp anh Dũng ở trong khóa tu Bắc Mỹ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ và Canada tổ chức tại Big Bear này. Dạ vâng thưa thầy có thể chia sẻ là đây là lần thứ mấy mà thầy tham dự khóa tu của Bắc Mỹ thưa thầy? Lúc trước có mấy khóa tu trước thì quý thầy cũng có mời thầy vô trong cái ban giáo thọ sư, tức là giảng dạy. Nhưng mà vì Phật sự cho nên không có đi được. Đây là lần đầu tiên mà thầy tham dự khóa tu. Nếu mà lần đầu tiên thì thầy chia sẻ cảm xúc của thầy khi mà lần đầu tiên thầy đặt chân tới nơi này, quy tụ rất là nhiều chư tăng ni từ khắp nơi, không những ở bên Bắc Mỹ không đâu, mà con được biết là thầy trưởng ban tổ chức nói rằng lần này thầy có mời từ bên Việt Nam hay là phía bên Úc cũng qua đây nữa thưa thầy. Cái cảm xúc đầu tiên là khi đến đây rất là vui, tại vì là một người công Phật không có gì vui hơn là khi mình thấy quý thầy từ khắp nơi về. Đặc biệt năm nay nữa thì Úc Châu cũng có, Âu Châu cũng có và các châu đều có về. Và cái Hòa Thượng trưởng ban tổ chức đã thỉnh mời quý vị Hòa Thượng cũng như quý thầy, quý sư cô trong ban giảng huấn rất là đông. Những người mà có kinh nghiệm giảng dạy giống như ông đã nói. Và đặc biệt là quý Phật tử về cũng rất là đông. Cho nên mình thấy rằng khi mà mình thấy một cái chỗ nào mà nó có quý thầy, quý sư cô đông, trong cái tinh thần hòa hợp và thanh tịnh và quý Phật tử đến tu học và hộ trì chánh pháp thì chắc chắn rằng chánh pháp sẽ lan tỏa ở khắp nơi và đem đến nhiều cái lợi ích cho cuộc đời. Thầy, đặc biệt nữa là lần này được tổ chức ở Big Bear, nơi mà có thể nói nó cao nhất ở Cali và mang cái dáng bốc của một cái nơi thiền, một cái nơi du lịch nữa. Thầy từ nơi xa về đây thì thầy thấy không khí ở đây như thế nào thưa thầy? Phải nói rằng thầy đi lên đây cái đoạn đường rất là đẹp. Mặc dù là núi đầu cái đoạn đường đi rất là khó nhưng mà rất là đẹp, và ở trên cái nơi đây một cái khung cảnh rất là đẹp. Thứ nhất là nó cái khí hậu rất là mát mẻ, và thứ hai là nó tạo cho mình cái cảm giác rất là nhẹ nhàng. Cho nên mình về mình chưa tu gì hết trơn á, nhưng mà mình thấy rất là bình yên. Và chắc chắn là cộng với cái năng lượng tu học nữa thì sẽ có rất là nhiều điều hạnh phúc mà chúng tôi tin chắc rằng mỗi người đến đây đều cảm nhận riêng vì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật các đại chứng minh. Nam mô hiện tiền chư tôn thiền đức tăng già nhị bộ chứng minh. Kính bạch quý ngài, chúng con nhận thấy rằng nước mắt của tiên A Tư Đà cách đây hơn 2600 năm về trước là nước mắt biểu hiện của sự bi thương của người sanh trước Đức Phật, không được nghe giáo pháp thậm thâm của Đức Thế Tôn. Chúng con cũng vậy, vẫn thường cúi đầu nhỏ lệ, hổ thẹn, sám hối vì sanh sau Đức Thế Tôn vậy. Sanh trước Phật hay sau Phật đều là nỗi buồn, nỗi khổ. Chúng con dù rằng khổ đau, nhưng hôm nay được diện kiến tôn dung, được đảnh lễ những vị Phật của hiện tại,
những vị Phật của tương lai. Đấy là một nụ cười hạnh phúc của người con sinh sau Đức Thế Tôn. Thành kính, đảnh lễ, cung thỉnh, quý ngài từ bi hoan hỷ, quan lâm về tại chánh điện để khai diễn pháp âm, chứng minh, ban bố, dạy dỗ cho đồng tất cả tứ chúng được nương pháp đành của chư Phật, nương kim khẩu của quý ngài mà tu tập giải thoát để được nụ cười viên mãn trong hiện tại và tương lai. Ngưỡng nguyện trên hiện tiền chư tôn thiền đức tăng già nhị bộ từ bi hoan hỷ, từ mẫn cố, từ mẫn cố, đại từ mẫn cố. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật.
đường qua con của bàn chứng minh thứ nhất. Chúng con kính tôn kính chư tôn hòa thượng. Canada và thừa ủy nhiệm hòa thượng đã nhận lãnh trách nhiệm đứng ra làm trưởng ban tổ chức của khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 ở thành phố Big Bear hôm nay và nhận được lời thương tưởng thỉnh cầu của hòa thượng trưởng ban tổ chức. Chư tôn trưởng lão hòa thượng khắp nơi các châu lục đã quan lâm về đây để chứng minh tham dự giảng dạy cho chư tôn đức tăng ni và quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư tôn đức, ngàn dặm xa xôi, chúng con xin được nhất tâm đầu thành đảnh lễ cung kính giới thiệu tại Úc Châu hòa thượng Thích Bổn Điền, chánh thư ký hội đồng chứng minh cố vấn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan. Chúng con xin được đầu thành đảnh lễ cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Quảng Ba, viện trưởng tu viện Vạn Hạnh. Chúng con xin được đầu thành đảnh lễ giới thiệu hòa thượng Thích Minh Hiếu, tăng giáo trưởng giáo hội Phật giáo khắp sĩ Úc Châu, nguyên thành viên hội đồng chứng minh cố vấn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đài Lợi Tân Tây Lan. Đến từ Âu Châu, chúng con xin được nhất tâm giới thiệu hòa thượng Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển. Đến từ Ấn Độ, chúng con xin được nhất tâm đảnh lễ giới thiệu Đại sư His Holiness Trigin Dorji Rinpoche, trưởng dòng phái Nyingma Cổ Mật,
tại Sikkim, Ấn Độ. Tại Việt Nam, chúng con kính giới thiệu Thượng tọa Thích Nhuận Phước, Phó ban Quản trị Đại Tòng Lâm, đại diện chính thức cho Trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Hiển đến chứng dự. Và tại Canada, chúng con xin được đầu thành đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Canada và đất nước sở tại Hoa Kỳ. Chúng con xin được đầu thành đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Chúng con xin kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Chúng con xin được đầu thành đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Thông Hải, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Chúng con xin kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Nhật Huệ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự Hội đồng Điều hành. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Đồng Trí, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng Pháp Hội đồng Điều hành. Chúng con xin kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn, Viện chủ Tịnh Thất Bát Nhã Anaheim. Chúng con xin kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Tuệ Viên San Jose. Chúng con xin kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Định Quang, trụ trì Thiền viện Phước Huệ Quang, Atlanta, Georgia. Chúng con xin kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Triết, Viện chủ Thiền viện Chánh Pháp, Oklahoma. Chúng con xin kính giới thiệu Thượng tọa Thích Huệ Minh, trụ trì chùa Bảo Quang, Santa Ana. Và đặc biệt, chúng con xin được kính giới thiệu Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Chư Tôn Thiền Đức Ni đã về đây để chứng minh và tham dự trong chương trình của khóa tu học Phật Pháp này. Kính bạch Chư Tôn Đức, từ ngày nhận lãnh trách nhiệm mà Chư Tôn Đức đã giao phó cho Hòa Thượng trưởng ban cùng với sư cô phó ban, bao nhiêu cái lo lắng đã hằn lên khuôn mặt. Chúng con xin được giới thiệu sư cô Pháp Tạng, phó ban tổ chức khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ, trụ trì tu viện Liên Hoa Sơn. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Tuệ Y, quyền trưởng của Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, Viện chủ Tu viện Hộ Pháp Elmenty, Viện chủ Tu viện Liên Hoa Sanh Big Bear City, kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10. Giờ phút này đây, chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Uy, trưởng ban tổ chức tuyên đọc diễn văn khai mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni Ban Giáo Thọ, sư cùng Chư Tôn Đức trong ban tổ chức, Chư Tôn Đức Châu Âu, Châu Úc và Châu Á đồng quan lâm hỗ trợ và truyền đải năng lượng thiện lành cho các tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 tại Big Bear Lake City. Trong không khí tràn đầy niềm hoan hỷ tại khách sạn Holiday Inn Resort trên nôn Đại Hùng Sơn, bỗng hóa thành đảo tràng hoa sen trên tuyết trang nghiêm thanh tịnh để cung đón thắc chúng đệ tử Phật về đây tụ hội đông đảo cùng tu tập. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ trọng thể khai mạc khóa tu học Phật Pháp Châu Bắc Mỹ lần thứ 10. Ban tổ chức xin kính chúc toàn thể liệt quý vị thân khỏe tâm an và mọi sự cát tường. Ban tổ chức vô cùng
thăng hoan và hạnh phúc được đảnh lễ cúng đón chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức ban chứng minh để chứng minh và ban gia trì, ban tổ chức chúng con cũng chúng tôi kính chào gần 4 vị tăng ni và cư sĩ Phật tử hiện diện hôm nay. Đồng thời ban tổ chức rất hân hoan được đón tiếp cô Hai Lành Trành, thị trưởng City of San Bernardino đến tham dự buổi lễ khai mạc hôm nay. Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, khóa tu học Phật pháp ở Mỹ kỳ 10 thành kính tưởng niệm tri ân công đức sâu dày chư đại tổ sư và các bậc thầy từ ái, tưởng nhớ đến cố Đức Linh Hòa Thượng Thích Thái Siêu, cựu trưởng ban tổ chức khóa tu học Phật pháp ở Mỹ lần thứ 9, bậc thầy biểu tượng tinh thần giác tăng của các tu châu Bắc Mỹ. Kính thưa toàn thể đại chúng, kể từ sau năm 2019, khóa tu Bắc Mỹ đã ngưng hoạt động vì đại dịch toàn cầu, vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Như chư tôn đức đã nói, đội đá vá trời. Nay khóa tu trở lại là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với tăng ni và cộng đồng Phật tử chúng ta cùng chung lo trọng trách duy trì và phát triển giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vì vậy, ban tổ chức tha thiết mời gọi tất cả hội chúng hôm nay, tất cả chúng ta, chính mỗi vị là những thành viên của ban tổ chức khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 10. Chính quý vị đóng góp một bàn tay ủng hộ Phật pháp mãi trường tồn, báo đền ơn Phật bằng cách hãy nỗ lực siêng tu lời Phật dạy ngay trong khóa tu này và mãi đến ngày giác ngộ. Sự thành công của khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ không những có những ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp hoằng pháp, hoằng dương Phật pháp tại châu Bắc Mỹ, mà còn là một nguồn năng lượng thiện lành rất lớn của đại tăng, giúp chuyển hóa tâm cho mỗi tự thân học viên mỗi ngày thêm hạnh phúc an vui, mà là còn nguồn cảm hứng cho các học viên sẽ trở lại và rủ người về đám đảo tu tập cho những khóa tu kế tiếp. Gieo hạt giống giác ngộ trong cuộc đời của các học viên hiện diện hôm nay, dù bất cứ ở đâu cũng thường được an lạc. Với chủ đề Hoa Sen Tinh Tuyết, khóa tu học sẽ trao truyền và chia sẻ về giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Giáo pháp ấy có mặt để đánh thức kho tàng trí tuệ, kho tàng hạnh phúc vô giá đã có sẵn nơi chính hành giả. Song song, khóa tu sẽ hỗ trợ cho những hành giả xuất gia gieo duyên, đoạn kỳ có cơ duyên trải nghiệm pháp lạc trong nếp sống tỉnh thức của hàng tăng sĩ rồi mạnh dạn noi theo. Trong ý hướng đó, khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 sẽ là người bạn đồng hành của các bạn. Liên Hoa Sanh Monastery trên non Đại Hùng Sơn bảo trợ cho khóa tu này ngay nơi chính tên gọi của nó đã cưu mang một sứ mệnh. Sứ mệnh ấy rất đơn giản nhưng thực hiện mãi không thấy cùng. Suy nghĩ, nói năng và thực hành những lời Phật dạy để có thể làm một Phật tử thuần thành, một hành giả thực sự đi trên con đường đạo lộ giác ngộ giải thoát và là những cư sĩ hộ pháp đắc lực hộ trì tam bảo để bánh xe giáo pháp của Đức Thế Tôn tiếp tục lăn chuyển mãi trong thế gian này, hầu giúp cho những lữ hành đường xa vượt thoát cơn khổ nạn, đạt đến cảnh giới an vui niết bàn. Đây quả thật là một khóa tu đầy năng lượng, ấn tượng và một điểm son lịch sử của khóa tu Bắc Mỹ tại non Đại Hùng Sơn. Nơi đây với một thời lượng khiêm tốn trong 3 đêm 4 ngày, khóa tu không nêu đặt những vấn đề to tát của thời đại, nhưng luôn luôn sẽ là những người bạn chân tình, gần gũi và thiền trí thức chia sẻ cùng các bạn những vấn nạn thiết thực của đời sống. Trên tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi tỳ kheo Thích Tuệ Quy xin long trọng tuyên bố khai mạc khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ châu Bắc Mỹ lần thứ 10. Kính chúc chư tôn thiền đức anh em các pháp thể thiên an Phật sự viên hành. Chúng con xin kính đảnh lễ tri ân chư tôn thiền đức chứng minh có mặt cũng như chứng minh ban gia trì từ xa hỗ trợ cho khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 được thành tựu, và xin hết lòng tán dương tinh thần cầu học của tất cả các học viên có mặt hôm nay. Sự hiện diện của chư tôn đức và quý học viên ở đây biểu lộ sự đồng tâm của tất cả chúng ta. Kính chúc khóa tu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật, trưởng ban tổ chức. On behalf of the North America
Dharma Study Retreat of the Vietnamese American United Buddhist Congregation in the United States and in Canada. I would like to invite Mrs. Helen Trump, the mayor of San Bernardino City. Please come forward to the stage. Và chúng ta hạnh diện để có một người Việt Nam và các cha mẹ của cô Helen Trần cũng có mặt tại đây. Xin ông bà đứng dậy để cho mọi người biết được ông bà cũng có một người con để làm thị trưởng tại thành phố San Bernardino, nơi không phải có nhiều người Việt Nam, đất nước ít người Việt Nam. Xin mời cô Helen Trần để có vài lời cùng khóa tu học. Trên thế giới ngày nay đã hơn 8 tỷ người mà gặp nhau trong khóa tu Bắc Mỹ này lại càng khó hơn nữa. Nhân đây, con cầu mong chư Tôn Tức Tăng Ni cố gắng duy trì những khóa tu, những buổi học Phật thường xuyên để chúng con thấm nhuần lực Phật giới, theo hạnh Bồ Tát, làm lợi ích cho xã hội và nhân loại. Đồng thời, con xin kêu gọi các Phật tử có lý tưởng dấn thân phụng sự đem lời Phật dạy vào đời cho chúng sanh an lạc thế giới hòa bình. Cuối cùng, con xin cầu mong khóa tu được thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư. So please welcome Venerable Dr. Thích Nữ Bích Liên, representative of Assemblyman Tà Đức Trí. Xin vị trọng tràng phố tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin đi đầu đánh lễ quý Hòa Thượng Chư Tôn Thị Đức Tăng Ni, cùng trân trọng kính chào đến tất cả quý vị quan khách, đặc biệt là Mayor của thành phố San Bernardino. Welcome and thank you very much, congratulations. Trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử tham dự ngày hôm nay. Con rất là hạnh diện được đại diện cho dân biểu của tiểu bang California, quận hạt 72, Tạ Đức Trí, mang đến bằng tử lục vinh danh Hòa Thượng Tuệ Ly đã dấn thân rất là nhiều thời gian trong khoảng chừng một năm qua để hoàn thành khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 10 tại thành phố Big Bear này. Và ông cũng chuyển lời chúc mừng Hòa Thượng và luôn luôn kính chúc Hòa Thượng cũng như tất cả quý Hòa Thượng Chư Tôn Thị Đức Tăng Ni pháp thể kinh an, kính xin vị vị độ và Phật sự tiến hành. Và cũng như là ông đã gửi lời kính thăm cũng như chúc tất cả quý Phật tử một chương trình khóa tu Bắc Mỹ được thành tựu viên mãn và Bồ Đề Tâm kiên cố. I'm very honored. First of all, I would like to respect of most venerables, Mahasangha, venerables, and all the brothers and sisters, especially mayors and all devotees, followers in the Dogma teachings retreats at Big Bear City 2023. I'm very honored to represent things for California State Assemblyman Tà Đức Trí. Come here to bring the certificate to honor most venerable Tuệ Ly. He puts a lot of efforts to success
for the Dharma teachings, retreats in Big Bear City this moment. He is consistently of the Buddhist service and valuable Dharma teaching lectures and helping all devotees, and he spreading the Buddhism all over the world. So he would love to wish him a very, very healthy, longevity, and success in spiritual life. And he always sends his very special greetings to all most venerables and Mahasangha brothers and sisters, a very success in spreading the Dharma to the world, all the students here, especially dedicated to devotees. And with all special guests and devotees, the success in spiritual life. And I wish all of you to be happy, healthy, and come back with success. Buddha bless you. Thank you very much. Thank you very much for Venerable Dr. Vicky. Và con cũng mang với cái phần góp phần mà họ thường quan tâm rồi con mà con đã bấm nhà bởi vì thật sự thì con hôm nay con mang đến cúng dường 3 ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Sư cô không những mang cái bằng tương lục đại diện cho ông Tại Đức Trí mà còn đến mang tinh đà để cúng dường. Và thay mặt qua ban tổ chức xin thành trọng cảm ơn tấm lòng của sư cô từ sáng đến đây cũng như mang cái sự cảm hứng cũng như là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta trong cái hội trường này, trong khóa tu học Phật của Mỹ lần thứ 10 rất đặc biệt vào năm 2023. Chúng con xin được kính tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Canada, có đạo từ đối với tất cả chư Phật tử, học viên. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gượng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng Chứng Minh, chư tôn Hòa Thượng trong ban giáo họ cũng như toàn thể chư tăng ni và quý Phật tử của chúng ta về tham dự khóa tu học do Phật pháp Bát Nhĩ tổ chức lần thứ 10 hôm nay kính mến. Kính bạch chư tôn đức, qua bao nhiêu lời, qua bao nhiêu sự tán dương công đức của Hòa Thượng Thích Tuệ, người đã đứng mũi chịu sào sau một trận biến cố đại dịch cũng giống như là một chiếc máy, nó đã chạy có nhuần nhuyễn hết đoạn đường này đến đoạn đường kia thông suốt, thế mà một lý do gì đó dừng trở lại. Rồi bây giờ bắt đầu chuyển bay để đi tới con đường sắp tới, mà cái con đường chuyển bánh nó biết bao nhiêu là sự khó khăn, vấn đề bệnh dịch, vấn đề nhân sự, vấn đề tiền bạc kinh tế, rất nhiều nhiều những chuyện mà chúng ta cũng đã từng biết qua. Thế mà Hòa Thượng Tự Ý của chúng ta đã thành tựu được một đại nguyện thay thế cho chư Tao Tôn Đức Tăng Ni để mở ra một khóa tu học Bắc Mỹ mà hôm nay tất cả chúng ta tăng ni khắp nơi trong châu lục được quay về hội tụ trong tinh thần mà Thượng Tọa đã nói rằng hoa sen trên tuyết, đó là một điều chúng ta trân trọng và tán dương. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, khi đã nói là hoa sen trên tuyết, nó khó khăn như thế nào? Hoa sen mọc trong bùn dơ, nó cũng đã chấp nhận tất cả những sự khó khăn và thử thách. Tuy nhiên đó là cái bản chất của hoa sen ở trong bùn. Nhưng khi hoa sen mà mọc ở trên tuyết, nó càng khó khăn biết bao nhiêu. Chúng ta thấy qua bao nhiêu sự thử thách đó. Chính bản thân của chúng tôi khi nghe Hòa Thượng Tự Ý đứng ra để tổ chức Phật Pháp Bát Nhĩ sau 3 năm bị dừng trở lại vì cơn đại dịch, lòng chúng tôi có một chút bồi hồi và lo lắng thật là nhiều. Tuy rằng giáo hội Canada của chúng tôi
đất rộng núi cưa. Kính thưa quý vị, nhìn chư tôn đức khắp nơi ở đây mà lòng chúng tôi rất là mừng, tại vì một phước báo cho đất Hoa Kỳ để được tập trung rất nhiều chư tôn đức khắp nơi. Còn đối với Canada của chúng tôi, nguyên cả nước Canada chỉ có 14-15 vị lớn lớn hàng thượng tòa và hòa thượng như chúng tôi mà thôi. Thì quý vị biết rằng làm Phật sự rất là khó, dù rằng cái chương trình là Phật Pháp Bát Mỹ, và dù rằng như hòa thượng Thông Hải nói mấy là bắt đầu từ cái khởi điểm từ chùa Bát Nhã An Cư Kiết Hà, rồi sự khuyến tấn của hòa thượng Chánh Văn Phòng, để rồi cuối cùng lại chúng ta có được ngày hôm nay. Quý thưa quý vị, đó là một cái điều mà chúng ta nếu trong trường hợp này, hoàn cảnh này không có hòa thượng Từ Bi, mà hòa thượng Từ Bi là được người đào tạo ở trong một chương trình tuyên quý của quân đội Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên trên hành động, trong tư duy, hòa thượng có sự cứng rắn của một quân nhân đã được huấn luyện để đi vào trong quân đội để mà hướng dẫn tinh thần cho các cả quân đội trong quân nhân, cả về các cái tôn giáo. Mà hôm nay qua sự thử thách này, hòa thượng đã chứng minh cho tất cả chúng ta thấy rằng bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nghiệp ngã, bao nhiêu thử thách đó, hòa thượng vẫn kiên gan ở trong cùng với thời đại tăng để xây dựng một nền tin về Phật pháp Tam Bảo. Bao nhiêu khó khăn đi qua đó, ngài đã vượt qua, và ngày hôm nay chúng ta một tràng pháo tay rất lớn để tán dương công đức của hòa thượng Từ Bi. Thưa quý vị, chúng tôi nói nhiều cũng chỉ đang nhìn trong hình đó thôi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, và giờ này đây chúng con xin được từng tâm đế tính, tư duy thâm nhập, thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh hòa thượng Thích Nguyên Siêu, tổng thư ký hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, có đôi lời đạo từ cho chúng con học viên Phật tử. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng, Thuyết Kinh Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Tác Đại Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hân hoan chào mừng toàn thể chư vị thiện hữu trí thức, quý quan khách, quý học viên Phật tử cùng tất cả các em thiếu nhi của khóa học Phật pháp 2023 Bắc Mỹ lần thứ 10. Giáo pháp được tuyên thuyết từ nơi kim khẩu của Đấng Thế Tôn cho bốn hàng đệ tử đã chuông tuôn chảy ngót cả một dòng lịch sử gần 3.000 năm. Tinh thần giáo pháp ấy đã đi sâu vào tinh thần tu tập tận nơi tâm thức của những người nam nữ cư sĩ Phật tử mến thương, và tinh thần giáo pháp ấy
là tu lương, là hành trang để quý nam nữ cư sĩ Phật tử lấy đó mà tu mà học trong hiện đời và mai sau. Kể từ ngày Đại hội Thường niên năm 2022 tại tu viện Pháp Vương Nhâm Khóa An Cư Kiến Hạ, Hòa Thượng Thích Tử Vi, quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, đã hoan hỷ đảm nhận trọng trách mà giáo hội đã giao phó. Và cũng kể từ ngày ấy, Hòa Thượng đã đem hết cái khả năng của mình, đem hết cái tâm nguyện phụng sự cho giáo hội nói riêng và cho Phật Pháp nói chung đang hiện diện trên quê hương Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới hôm nay. Từ cái khả năng đó, từ cái tâm nguyện đó, mỗi ngày lại qua, công việc lại đến, Hòa Thượng đã không từ nan. Dù rằng ngày hôm nay chúng ta nhìn vào trong hội chúng, trên bàn chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Già và dưới hội trường đông đảo các học viên Phật tử, để thấy được rằng cái tâm lòng thừa tiếp cái trách nhiệm từ nơi giáo hội giao phó mà Hòa Thượng đã không nể những sự khó khăn, những sự cực nhọc, những sự thiếu thốn của chính mình. Chính vì điều đó mà Chư Tôn Đức Tăng Ni đã không quản ngại, hoan hỷ giúp đỡ, tán thán tinh thần phụng sự và hiến dâng của Hòa Thượng trưởng ban và quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã ghi danh tham học một cách đông đảo như thế này, mà tất cả quý vị đã nghe những lý do, những duyên do mà các bậc Chư Tôn Đức đã trình bày vừa rồi. Do vậy mà khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 này sẽ được thành công viên mãn bằng cái tấm lòng phụng sự và hộ pháp chân thành của những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta. Thay mặt giáo hội xin chân thành tán dương công đức của Hòa Thượng Thích Tuệ Uy, quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Hội đồng Điều hành kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 được tổ chức tại Big Bear này. Chân cứng đá mềm để rồi tiếp tục nhận trọng trách trong những ngày sắp tới khi mà cần thiết, cũng như thể hiện cái tấm lòng hoằng dương Phật Pháp của Hòa Thượng đối với tất cả chúng ta.